Vật vã cả buổi sáng mới vanh xong được quả. Bây giờ cho lên máy rồi đúng không? Quá khủng khiếp luôn. Quả này đi hội chợ mới ác này nhé. Quả này đi hội chợ phải thuê cẩu. Cẩu thì hội chợ thì cẩu là cái gì? Đây mất gần 4 tiếng mới pha được xong cái phôi. Đường kính khoảng 1m ra 60. Đây là video phần 1 về siêu phú quý, siêu khủng, siêu to, siêu khổng lồ gỗ giá trị đỏ. Phần 1, mời có quý vị đón xem phần tiếp theo ở phần sau. Quý vị xem kênh thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ cho Đồ Gỗ Phong Thủy Tiến Thịnh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở phần 2, tiện siêu bình phú quý. Thank you for watching.